Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm cái review mob cực kỳ hay, cực kỳ hay luôn. Vâng, đó chị không có what xin lỗi. Thì đó là mob super Reston. Mình sẽ test cái này xong mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài. Thì đây là những cái công cụ. Đây là Redstone. Bình thường thì trong bản PE không thể đạt được Redstone, nhưng đây các bạn lấy được Redstone, các bạn có thể spam. Đó, rất là hay. Và các bạn có thể chế tạo được rất giống ở trong PC. Và có cả cục này nữa. Ôi dồi, đau, kiếm ở đâu. Ok, đây. Thì nó hoạt động giống y PC. Mình sẽ gạt cho các bạn xem mình đã đặt như này. Gạt này thì cục này đôi chơi sẽ sáng. Đến cục này cực kỳ chậm. Thì đây, what the fucking god, what, yeah, lỗi con mờ rồi, fuck, thôi kệ đi, tạm thời cái nhà các bạn tìm đúng sau. Ở đây nhầm, đây. Ok, ok, thì gặp đó, hay chưa? Yeah, rất là hay, very fun, funny. Và tiếp theo là con lợn đang bị kẹt trong cây đường dây, cái này cháu đặc sắc. Thì đây là Iron Door và đây là tấm áp lực. Ở trong PC thì các bạn đi vào đó, rất là hay. Đây là cái nút set để gần nhau. Đây là cái gạt này, đấy, rất là hay, đều thể hoạt động được hết đó, rất là hay. Đây, và cái này cũng thể kích hoạt được đèn này. Và đương nhiên đây là một vài cảm giác mạnh. Yes, yeah, cảm giác mạnh. Mình rất là muốn chơi cái này. Các bạn làm như này. Đấy, như này. Đặt bom thi chỉ bên cạnh và chơi bay. Fly, fuck you, God. Holy crap. Fuck classic. Ok, thì đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái đó. Sau khi các bạn cách cài map, các bạn lấy cục này. Thực ra cục nào được không quan trọng hoàng lắm đâu. Đây, lấy cái nút này. Đấy, các bạn đặt như này. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên chơi cái trò này ở chế độ sinh tồn, ở đâu sáng tạo, có đỡ mất máu. Ok, đó, thì đặt như này, đặt nước ở đây, lấy chia mình chia ra, đặt cái này giữa. Đó, rồi đứng ra giữa đây. Nó sẽ kích hoạt. Và bam, yeah, không được cao lắm. Ok, các bạn có thể áp dụng tất cả trong PC. Thì được, sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Thì đây, Draft Pro đây. Mình sẽ để cái link này ở phần comment nha, tùy các bạn chơi nào cũng được. Đây, các bạn download về, xong bắt đầu giải nén nó như bình thường. Và sau khi đó các bạn phải download block launcher. Thì mình đã download block launcher và cái kia rồi. Thì cũng quan trọng lắm, mình sẽ vào file mình xem. Đây, lịch sử tại về.
Đây. Khi bạn download xong nó sẽ có cái này. Pocket Power V1 Rest đấy. Ok ok đúng không? Whatever đúng không? Nghe không được. Ok. Không quan trọng. Ok, mình sẽ giải nén nó. Cái này thì mát vì mình đã giải nén rồi thì đây. Khi bạn giải nén được các bạn sẽ được Pocket Pro này. Các bạn nhấn vào. Hiện ra cái file C này. Ấn liên tiếp vào. Thì đây, đây chính là nó hiện ra cái giao diện này. Thì các bạn phải ấn vào đây, có cái APK này. Các bạn cứ ấn cài đặt, chưa bao giờ lo cài đặt thành công. Thì xong đó, sau đó các bạn vào blog launcher. Là cái này. Đấy. Cái này thực ra thì lúc vào nó chưa hiện ra cái này đâu. Các bạn phải vào launcher option này. Vào nhá. Rồi nhìn các bạn nhìn chỗ Manage Alien này nhá. Và bật bật on lên nhá. Rồi vào nó. Nó sẽ hiện ra cái này cho bạn. Đó. Thì lúc đó nó sẽ là như này, các bạn phải ấn vào nó, ấn ăn này. Thì sau đó nó sẽ cho các bạn ra cái dòng này Pocket. Ok ok. Các bạn tạo world. Và nó sẽ hiện cho các bạn cái này. Đấy, lúc đấy các bạn có thể thoải mái sáng tạo theo ý muốn của mình. Không ai có thể ngăn cản. Ok. Không thể ngăn cản. Thế nào cũng được, mình quan tâm. Đó. Đó. Ok. Thì đó là tất cả những cái gì mình muốn chỉ cho bạn cái mod hôm nay. Xin chào, nhớ like, subscribe để không bỏ lỡ phần tiếp theo của mình. Ha, ok. Tạm biệt. Bye, ok, tạm biệt. Chả còn nói nữa, ok, bye. Ôi, lần này bye thật này. Bye.